Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái plugin tên là Nebulosity. Plugin này sẽ được sử dụng để thực hiện tạo các cái hiệu ứng volumetric, chẳng hạn như là mây, cloud, hoặc là các cái hiệu ứng về cổng không gian, hoặc là thiên hà, galaxy, các thứ. Thì hôm nay thì mình sẽ đi vào mình thực hiện một cái bài tập nhỏ với cái Nebulosity này để chúng ta tạo cái mây cho cảnh quay của chúng ta. Thì ta xem là nó sẽ tích hợp vào trong cảnh quay chúng ta như thế nào. Thì trước khi vào bài thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm động lực xây dựng những nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những file thực hành project như software, plugin, stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có trong kho tài nguyên mà mình có gắn link ở trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc phần mô tả để biết cách unlock cái link download. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào thực hiện cái sử dụng cái plugin Nebulosity này để xem là nó sẽ như thế nào ha. Thì mình sẽ tạo một cái project mới ở đây. Và ở đây thì mình sẽ tạo một cái com. Và mình sẽ đưa vào một cái hình để làm cái background. Okay. Hình một cái bầu trời. Và mình sẽ tạo một cái camera mặc định 35 mm. Và cái layer background của mình thì mình sẽ biến nó thành layer 3D. Được chưa? Rồi, thì ở đây thì scale cái hình này lên một tí. Rồi, ở đây thì mình sẽ tạo một cái solid. Mình đặt tên nó là cloud chẳng hạn. Rồi với cái solid này mình sẽ áp dụng cái plugin Nebulosity. Plugin này thực ra nó cũng chung cái hãng sản xuất với LoopFlow và Vona, là những cái plugin khá là hay mà mình có giới thiệu tutorial ở trong kênh của mình. Các bạn có thể xem thêm về các cái plugin này. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng Nebulosity vào đây. Thì mặc định này nó sẽ tạo cho chúng ta một cái khối volumetric như thế này. Chúng ta có thể bật chế độ custom view trong không gian 3D và chúng ta có thể xoay cái camera chúng ta xem cái khối mây của chúng ta. Hiện tại là nó màu cam hay màu cam đỏ nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi nó. Thì ở đây thì mình sẽ đưa cái hình của mình ra phía sau một tí. Rồi, scale cái hình của mình lên một chút. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ tùy chỉnh cái khối mây của mình. Cái việc đầu tiên là mình sẽ vào trong cửa sổ Effect Control, mình select cái layer cloud và mình sẽ vào trong cái plugin Nebulosity. Ở phần đầu tiên là base form. Thì base form này mặc định nó là box, tức là cái hộp, tức là nó sẽ tạo ra mây ở trong một cái hộp hình vuông như thế này. Nếu mà các bạn bấm vào đây các bạn sẽ thấy là nó còn có cái sphere, tức là thay vì là một cái hộp thì chúng ta sẽ làm một cái quả cầu. Thì ở đây thì mình sẽ Control Z, mình chọn lại là cái hộp. Rồi thì cái hộp này thì chúng ta có thể quy định cái kích thước chiều ngang, dọc và độ sâu của nó. Thì ở đây ví dụ mình tăng các cái kích thước này lên thì các bạn sẽ thấy là cái đám mây của mình nó sẽ tỏa ra, được chưa? Thì các bạn có thể hiểu là cái plugin này nó sẽ tạo ra một cái hộp và trong cái hộp đó nó sẽ phun mây vào trong đó chẳng hạn, đúng không? Nó sẽ phun các cái volumetric vào trong đó. Thì cái mây này đó nó sẽ đổ đầy cái hộp của mình, cho nên nếu mà cái hộp của mình tăng kích thước cái hộp này lên thì cái mây này nó cũng sẽ dày ra, được chưa? Đấy. Thế thì ở đây thì mình sẽ tăng các cái thông số này lên, được chưa? Thì các bạn thấy cái hộp của mình nó sẽ dày ra rất là nhiều. Rồi. Tiếp theo nữa thì mình xuống phần transform. Trong phần transform này chúng ta có cái position và cái position này là một cái là vị trí của cái hộp này trong không gian 3D. Và chúng ta có thể di chuyển cái hộp của mình, cái hộp mây của mình lên xuống ra vào giống như là một cái vật thể 3D thôi, đúng không? Thì ở đây mình sẽ đẩy cái mây của mình xuống khoảng này. Một cái điểm đáng lưu ý đó là các bạn thấy là cái hộp mây của mình nó là một cái hộp, cho nên là khi mà chúng ta đổ đầy mây vào á, thì nó sẽ đụng vào cái trần cái hộp, chúng ta sẽ thấy có một cái đường giống như một cái đường thẳng nằm ở trên cái hộp này như thế này. Bây giờ nó không có đẹp lắm.
Thế cho nên mình sẽ vào trong phần scattering. Trong phần scattering này chúng ta có cái density. Cái density này nếu mình tăng nó lên là nó phun đầy cái hộp của mình, thì các bạn sẽ thấy là cái hộp của mình dần dần chúng ta sẽ thấy cái hộp của mình nó sẽ thành một cái hộp hình chữ nhật, hình chữ nhật như thế này nhìn nó không có đẹp đúng không? Đấy. Thế thì vì vậy cho nên mình sẽ không có giảm, không có tăng cái density này mà mình sẽ giảm nó xuống để là mình làm cho cái hộp của mình nó không có còn thấy được cái hộp nữa. Rồi thì trong cái scattering này chúng ta cũng có cái màu emission của cái mây này, thì cái màu này chúng ta có thể bấm vào chúng ta chọn cái màu chúng ta muốn. Ở đây ví dụ mình sẽ chọn màu trắng, và nếu mà các bạn đừng có chọn màu quá trắng, tại vì nếu mà trắng quá thì nó sẽ trắng bóc như thế này nhìn nó không có cái texture, nó sẽ mất cái texture, cho nên chúng ta cũng tùy chỉnh cái màu cho nó vừa phải thôi. Và các bạn cũng có thể cho nó một cái màu tùy ý các bạn, ví dụ đây vì bầu trời mình là màu trời xanh, mình có thể cho nó một chút cái màu xanh vào. Okay. Rồi. Tiếp theo là xuống phần noise. Cái noise này chính là cái tạo nên cái độ cuộn sóng của những cái đám mây. Thì ở đây thì chúng ta có phần complexity. Thì cái complexity này nó càng nhỏ thì cái độ đơn giản, cái độ cuộn của cái mây nó càng ít đi. Chúng ta tăng lên thì cái độ chi tiết nó càng nhiều lên. Chúng ta cũng có cái density offset. Cái density offset này nó đại khái là nó sẽ giúp chúng ta tăng giảm cái density thay vì là chúng ta sử dụng cái density trên đây. Density contrast thì là cái độ tương phản giữa cái phần màu trắng và màu đen của chúng ta. Hiện tại thì chúng ta không sẽ không đụng vào các cái thông số này. Cái noise scale thì nó sẽ scale toàn bộ cái đám mây của chúng ta lên. Được chưa? Và chúng ta cũng có cái thông số scale cho từng trục x, y và z. Ví dụ nếu mà các bạn muốn scale theo từng trục thì các bạn thấy là cái đám mây của mình nó sẽ được scale ra theo từng trục. Được chưa? Thì cái này tùy vào các bạn tùy chỉnh theo cái ý muốn của mình thôi. Và chúng ta cũng có cái noise evolution. Cái noise evolution này nó sẽ giúp chúng ta tạo ra cái hiệu ứng mây cuộn. Được chưa? Làm cho đám mây chúng ta nó di chuyển nhìn nó sẽ rất là đẹp. Và cuối cùng thì chúng ta có phần các cái phần về render, về light. Cái light thì các bạn sẽ thấy là nếu mà chúng ta tạo một cái light, ví dụ như là một cái point light, đây mình dùng cái màu vàng đi. Và cái point light này thì đây thì mình sẽ select cái layer 3D background của mình sẽ vào phần material option, mình sẽ tắt cái accept line đi để cho nó không có bị ảnh hưởng đến cái background của mình. Rồi cái point line này thì các bạn sẽ thấy là nếu mà chúng ta đưa nó xuống gần đến đám mây của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ chiếu sáng cái đám mây của mình. Đấy. Thì cái này áp dụng cho trường hợp nếu mà chúng ta tạo ra cái đám mây vào ban đêm, chẳng hạn đây mình sẽ đổi màu cái background của mình để biến nó thành trời tối đi chẳng hạn vậy. Và sau đó mình vào layer cái cloud của mình cũng sẽ biến nó thành một cái đám mây tối. Okay. Thì các bạn sẽ thấy cái hiệu ứng ánh sáng này nó rõ ràng hơn. Mình sẽ đưa cái đèn của mình vào đây và các bạn thấy là cái đèn của mình nó sẽ chịu tác động của các đám mây. Nếu mà tức là nó đi khi nó đi vào sâu cái đám mây thì nó sẽ sáng ít hơn, và khi nó đi ra ngoài thì nó sẽ sáng nhiều hơn. Đấy, thì chúng ta có thể tạo ra cái hiệu ứng thú vị với cái cách thức này. Rồi thì cuối cùng thì vì cái đám mây của chúng ta là một cái plugin 3D cho nên nó sẽ có thể hiểu được cái chuyển động camera. Thì ở đây ví dụ với camera của mình, các bạn có thể diễn hoạt cho các camera của chúng ta nó đi xuống các tầng mây đúng không? Đấy. Và thậm chí là chúng ta có thể ghi cái camera chúng ta để cho nó đi vào đi ra từ các cái đám mây của mình. Chúng ta có thể di chuyển cái camera để đi xung quanh đám mây của chúng ta. Nói chung là chúng ta có thể tạo ra các cái chuyển hoạt thú vị dành cho cái scene của chúng ta dựa vào cái đám mây của mình.
Đây thì mình sẽ biến cái scene của chúng ta thành cái scene ban ngày trở lại. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào, chúng ta làm một cái bài tập nhỏ về cái plugin này, và chúng ta sẽ sử dụng một cái cảnh quay có chuyển động camera. Thì đây là cái cảnh quay của chúng ta. Ở đây là một cái cảnh quay flycam mà chúng ta có chuyển động camera, thì chúng ta sẽ đưa cái footage này vào tạo một cái comb, và mình sẽ track cái cảnh quay này vào phần advanced, check qua detail analysis. Rồi thì bây giờ là After Effects nó track xong cảnh quay, và chúng ta đã có các cái điểm track ở trên scene của mình. Ở đây thì mình sẽ đến cái chỗ cái frame này, chúng ta có cái mặt đất ở trên cái sân vận động ở giữa chỗ này nè. Đúng không? Thì chúng ta sẽ select một cái mặt phẳng ở đây. Được chưa? Mình sẽ bấm chuột phải, set ground plane origin. Và sau đó thì mình sẽ select cũng cái mặt phẳng này, mình sẽ chọn create solid and camera, thì chúng ta sẽ có một cái solid nó nằm ở trong cái scene của mình. Và mình sẽ tắt cái con mắt của cái check solid này đi, tại vì chúng ta chỉ cần lấy nó để làm cái vị trí thôi. Bây giờ thì mình sẽ dùng element mình chèn vào một cái khinh khí cầu nhanh thôi. Ở đây thì mình sẽ áp dụng video pilot element và một cái solid. Mình vào scene setup và mình sẽ import cái model khinh khí cầu mà mình đã download từ trên SketchUp xuống. Check vào normalize size để cho cái khinh khí cầu nó nhỏ lại, và mình sẽ kéo nó lên khoảng này ở trên mặt đất. Mình sẽ bấm OK. Và mình sẽ tạo một cái group null cho cái khinh khí cầu của mình. Cái group null này thì mình sẽ copy cái position của cái cách null của mình vào cái position của cái khinh khí cầu. Mình sẽ scale nó lên. Đâu tay là một chút. Thì như vậy chúng ta sẽ có cái khinh khí cầu nằm trong scene của mình. Mình sẽ cho cái khinh khí cầu của mình nó bay lên khoảng này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ áp dụng một số cái biện pháp tùy chỉnh. Ở đây thì mình vào phần render setting của element, mình bật cái ambient occlusion lên, tăng cái intensity lên. Sau đó thì mình sẽ vào phần key correct, mình áp dụng cái light wrap. Light wrap này mình sẽ lấy cái video background của mình làm cái background layer, mình tăng cái width lên và blend nó với original. Sẽ có một cái ánh sáng hắt từ ngoài vào. Khi chúng ta dùng Light Wrap thì nó sẽ làm giảm cái ambient occlusion, cho nên đây mình sẽ tăng cái ambient occlusion một tí. Mình sẽ vào phần Effect Color Correction, Exposure, và mình sẽ tăng cái exposure của mình lên để cho cái độ sáng và độ tối của cái khinh khí cầu nó khớp với cảnh quay của chúng ta. Rồi và mình cũng sẽ ở đây thì mình sẽ thực hiện thêm một cái bước chỉnh màu. Mình vào phần color correction curve, và mình sẽ tăng cái curve màu đỏ và màu xanh lá cây lên để nó ám cái màu vàng của cảnh quay. Rồi và cái ánh sáng thì chúng ta chưa khớp lắm đúng không, thì chúng ta sẽ quay lại element, mình vào phần lighting, mình sẽ add một cái light sunset vào đây. Và cái light sunset này nó chưa có đúng cái hướng của ánh nắng mặt trời chiếu từ phải vào, cho nên mình sẽ vào phần additional lighting rotation và mình sẽ xoay cái ánh sáng của mình về phía bên phải này. Rồi thì như vậy là chúng ta sẽ có cái khinh khí cầu của mình nó nằm ở trong scene. Rồi bây giờ thì đến lượt mình sẽ gắn mây vào ha. Thì để xem mà nó sẽ sử dụng cái nebulosity vào trong cảnh quay chuyển động thì như thế nào. Thì ở đây thì mình sẽ tạo một cái solid đặt tên là cloud, và mình sẽ áp dụng effect irrelief và nebulosity vào đây. Thì cũng như hồi nãy các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái khối vuông của đám mây nằm ở cái chỗ mặc định này, thì bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vào cái scene của mình bằng cách là chúng ta sẽ vào cái phần transform,
và mình sẽ copy cái position của cái text solid của mình vào trong cái position của cái nebulosity. Thì mình sẽ copy, mình dán vào tương ứng x, y và z. Được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có cái khối mây của mình nó nằm ở cái đúng cái khu vực mà chúng ta cần. Tiếp theo nữa thì mình sẽ nâng cái đám mây của mình lên cao một tí. Và mình sẽ vào phần scattering. À, xin lỗi các bạn, mình sẽ lên phần baseform trước, mình sẽ tăng cái width hay của nó lên, của cái hộp này lên. Giống như nãy chúng ta đã thực hiện rồi ha, mình giảm cái hay xuống. Và mình sẽ tăng cái depth lên. Chúng ta có thể bật chế độ 3D để chúng ta xem cái scene của mình ở trong không gian 3D. Rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ chỉnh màu, mình sẽ vào phần emission color, và ở đây thì mình sẽ lấy cái màu hơi ngã vàng một tí để nó phù hợp với cái màu sắc của cảnh quay, hơi ngã vàng thôi. Rồi, cũng tương tự như nãy thì như mình nói, chúng ta sẽ giảm cái density xuống để cái hộp của mình nó không có quá rõ ràng, đúng không? Đấy. Và chúng ta sẽ tăng cái complexity lên. Mình sẽ tăng giảm cái noise, cái đám mây của mình nó theo cái ý của chúng ta. Cái này chúng ta cũng có thể áp dụng cái rotation một tí để cho cái orientation của cái đám mây của mình nó đúng với cái perspective của cảnh quay. Rồi, thì các bạn thấy là như vậy chúng ta đã đưa được đám mây của mình vào trong scene. Đây thì mình sẽ scale đám mây của mình. Mình vào phần scale ở trên đây, mình scale cái đám mây của mình to lên một chút. Tăng cái width lên. Cái height thì mình giảm xuống một chút. Depth cũng tăng lên một chút, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có cái đám mây của mình. Rồi, thì bây giờ mình sẽ diễn hoạt cái đám mây của mình. Ở đây thì sau khi chúng ta điều chỉnh bước đó xong, chúng ta có thể xuống phần post effect. Trong phần post effect thì chúng ta có cái density contrast, chúng ta có cái density alpha, thì chúng ta có thể tăng giảm thêm một chút về cái độ mờ của mây. Chúng ta thấy nó đậm quá. Rồi thì ở đây thì mình sẽ scale, mình sẽ key cái mây của mình để diễn hoạt. Và ở đây thì mình sẽ thứ nhất là mình sẽ key cái noise evolution ở cái dây số 0. Và sau đó thì mình đến cái dây cuối cùng, mình sẽ tăng cái noise evolution này lên để chúng ta có cái chuyển động mây. Mây của mình nó sẽ cuộn 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 cuộn, được chưa? Nhìn nó sẽ ấn tượng hơn. Đấy, và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ key để cho cái đám mây của mình nó lan ra. Thì ở đây mình sẽ key cái width hay và depth của cái mây này. Mình để đưa cái key này về dây số 10, và sau đó nếu mình về dây số 0, mình sẽ giảm tất cả các thông số này xuống 0. Đấy, để cho cái đám mây của mình sẽ từ từ nó lan ra. Rồi, và tương ứng với đó thì mình sẽ cho cái khinh khí cầu của mình nó di chuyển. Mình sẽ key cái position cho khinh khí cầu của mình nó sẽ bay lên, và sau đó nó lại bay xuống. Rồi thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái cảnh quay của mình. Rồi thì như vậy là cái tutorial ngắn của mình hôm nay kết thúc ở đây. Hy vọng là nó sẽ giúp các bạn hiểu được cách sử dụng cái plugin Nebulosity để tạo ra các cái hiệu ứng về volumetric mà điển hình ở đây là
hiệu ứng mây 3D. Thì một lần nữa thì rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh, và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình trong thời gian tới. Và các bạn nhớ là tất cả những file thực hành project, những cái software, plugin, stock footage mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có ở trong cái kho tài nguyên mà mình có gắn link ở trong phần mô tả của video. Thì các bạn có thể đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.